Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại một showroom Kia trên địa bàn Hà Nội. Và trước mắt chúng ta chính là chiếc Kia Morning. Đây là phiên bản rẻ nhất của dòng Kia đang bán tại Việt Nam, Kia Morning EX MT số sàn, có giá bán đâu đó chưa tới 300 triệu đâu, khoảng 290 mấy triệu đó. Chi tiết về giá bán và khuyến mại, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline tôi đã đính kèm trên video. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với các bạn chiếc xe rẻ nhất. Và với chiếc xe này thì nó sẽ rất phù hợp với những anh em nào đang có ý định mua một chiếc xe để chạy Grab, taxi hoặc là chạy loanh quanh đâu đó, nói chung là liên quan đến dịch vụ. Bởi vì với giá rẻ như thế này, nó sẽ rất nhanh thu hồi vốn. Chiếc Kia Morning này thì nó đang có kích thước tổng thể là 3595 x 1595 x 1490 mm, chiều dài cơ sở đạt 2385 mm và khoảng sáng gầm thì là 152 mm. Với kích thước này thì các bạn cũng đã có thể tự nhận thấy được rằng Kia Morning có lẽ là chiếc xe nhỏ nhất ở thị trường Việt Nam vào thời điểm hiện tại ở cái phân khúc xe hạng A. Xe hạng A giá rẻ tại Việt Nam thì có Kia Morning, Toyota Wigo, Hyundai i10, và cao hơn một chút thì chúng ta sẽ có VinFast Fadin rất nổi tiếng, cùng với đó là Honda Brio cực kỳ đắt. Với chiếc Kia Morning này thì chúng ta quan trọng nhất đó chính là giá bán, có thể nói là rẻ nhất trong số tất cả những mẫu xe mà tôi vừa nêu ở trên. Chiếc xe này thì còn đang được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe, có nghĩa là các bạn chỉ cần trả trước, nếu ở tỉnh các bạn chuẩn bị khoảng tầm chưa đến 100 triệu là đã có thể mua được mẫu xe này rồi. Hàng tháng chúng ta trả góp loanh quanh đâu đó chưa tới 5-6 triệu đâu, bởi vì các bạn quay được rất là lâu, tối đa lên đến 7 năm cơ. Đây, tổng thể khoang cabin thì các bạn thấy nó cũng có thể nói là đơn giản thôi. Điều hòa nóng lạnh đủ cả rồi, và đặc biệt là điều hòa của Kia Morning thì nó lạnh rất sâu, không thua kém gì Toyota đâu. Các chi tiết nhựa và giả da thì được sử dụng khá nhiều, bởi vì đơn thuần đây chính là một mẫu xe giá rẻ. Hệ thống khung gầm thì chiếc Kia Morning này nó vẫn được thiết kế giống như trên những cái phiên bản cao hơn một chút, nó chỉ khác nhau ở option, đặc biệt là tính năng an toàn thôi. Và hơi tiếc một chút khi mẫu xe này nó đang không được trang bị một cái túi khí nào. Hơi tiếc, có thể nói là như vậy. Hiện tại thì Kia Morning cũng đã không thật sự quá nổi tiếng và bán quá chạy giống như thời điểm trước đây nữa, bởi vì hạng A bây giờ nó rất là nóng. Nhập khẩu cũng có, lắp ráp cũng có, rộng cũng có, to cũng có, an toàn cực kỳ cũng có luôn. Chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, và nếu các bạn tìm đến một mẫu xe giá rẻ để chạy dịch vụ thì hãy lựa chọn chiếc Kia Morning này. Một chiếc xe nhỏ như thế này thì giá rẻ và chúng ta sẽ có những thứ mà chúng ta phải đánh đổi. Đó, các bạn cứ chạy loanh quanh đâu đó khoảng 50-60 km/h trong đường Hà Nội hoặc là đường phố đô thị thì chẳng vấn đề gì cả, va quyệt. Lúc đó chúng ta chưa cần phải sử dụng túi khí đâu, mà nhiều khi có túi khí chắc gì đã nổ. Đó. Thôi, chi tiết về mẫu xe này cũng như là khuyến mại, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.